Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến với một căn nhà nằm tại tổ 24 phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Hiện tại trước mặt tôi đây là quốc lộ 1A hướng đi từ Thanh Hóa đi Ninh Bình, Hà Nội. Vâng, trước mặt kia là khách sạn Thúy Vân kìa. Và bên phải đây là quán ăn sáng bún bò Huế. Và ngay bên cạnh quán bún bò Huế này là con đường Bạch Đằng. Chúng ta sẽ đi rẽ phải vào con đường Bạch Đằng này. Đấy. Chúng ta đi vào con đường Bạch Đằng các bạn nhé. Con đường Bạch Đằng được đổ bê tông với mặt đường cỡ khoảng 15 mét. Căn nhà chúng muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay nằm trên diện tích đất là 404 m², trong đó là 150 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đi vào con đường ngõ có số nhà 37, chúng ta rẽ trái vào. Và đi vào hết con đường đây, bên tay phải đây nó có một cái căn nhà khá là đẹp. Tôi thấy là rất mới và kiểu cách rất là hiện đại, rất là phong cách. Và căn nhà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là căn nhà bên trái này. Chúng ta đang đứng trước căn nhà mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đây. Đằng sau lưng là con đường Bạch Đằng, từ đây đi ra con đường Bạch Đằng kia khoảng 30 m, 30 m thôi. Các bạn thấy là con đường bê tông từ Bạch Đằng đi vào căn nhà này thì đường khoảng 4 m. Trên quy hoạch của nhà nước cho phép là 4 m và ô tô vào rất là thoải mái, và trong này cũng rất là rộng. Ngay vào với căn nhà thì đập vào mắt tôi là một cái không gian rất là thấy rất là quang đãng, thoáng. Ngôi nhà một tầng và đã trên thì có một tum nữa. Ngôi nhà mang phong cách của những năm 2000. Vị trí của căn nhà hôm nay là nằm tại tổ 24 phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Nằm trên diện tích đất tổng là 404 m², trong đó thì có 150 m là thổ cư, còn lại là 254 m là đất trồng cây, bao quanh là suối, có một hành lang có thể gọi là lưu không suối, còn vài mét nữa thì lát nữa chúng ta sẽ xem chi tiết hơn. Cái bờ tường của căn nhà này cho đến hết phần đất đây là 22 m. Đây là hướng nam và cái hướng bên quay ra bên suối đây là hướng đông. Căn nhà này mà đi ra đường quốc lộ 1A thì chỉ mất khoảng 300 m thôi. Và ngay bên cạnh rất gần là chợ Sáng, như chúng tôi đã giới thiệu lúc đầu là chợ trung tâm thành phố Tam Điệp. Tôi mời các bạn cùng vào để tham quan chi tiết cái căn nhà. Đây là phòng khách. Phòng khách của căn nhà này ước chừng vào khoảng tầm 17 m². Gia chủ đã có bộ salon này, tôi thấy là cũng gỗ rất đẹp đây, gỗ rất tốt đây. Ngay bên cạnh là một phòng ngủ khoảng 15 m². Vâng, tiếp giáp với cái phòng ngủ bên ngoài này thì bên trong đây cũng có một cái phòng nhỏ nữa, cũng có thể sử dụng là một phòng ngủ. Phòng này nhỏ hơn một chút, chắc khoảng tầm 9-10 m² thôi. Đặt một cái tủ và một cái giường. Và cũng gần hết cái gian phòng nhỏ này rồi. Một cái cửa nhỏ để sang bếp. Đây là khu vực bếp. Và một cái cầu thang để lên trên cái tum ở trên. Có thể gọi là cái tum, một cái cầu thang rất là rộng, rất là thoải mái. Và đây là căn bếp. Căn bếp thì cũng khoảng tầm 10 m², cũng sử dụng thoải mái. Bên cạnh liền với bếp là vệ sinh, nhà vệ sinh.
vệ sinh cũng khá rộng, diện tích sử dụng rất là thoải mái. Đi về phía dưới này thì có một cái căn nhà ngang rất là nhiều phòng, nhiều cửa. Đây một phòng này có thể cũng là một cái phòng khách của cái nhà bên dưới này, cũng khá rộng đấy, cái này cũng phải tầm 15 mét vuông rồi. Này rộng hơn, này có phải đến 25 mét vuông. 20 mét vuông. Vậy là dưới này cũng có một cái phòng khách nữa. Có thể dùng một phòng khách nữa bên cái nhà dưới này. Từ trên xuống dưới đây thì đều được đổ mái bằng hết. Một phòng ngủ này. À, bên này cũng có một cửa bên ngoài hè đằng trước hiên đây. Đóng. Cái phòng ngủ bên này cũng áng chừng cũng khoảng tầm 15 đến 17 mét. À, bên ngoài này chúng ta thấy là cái khu vực bếp và khu vực có thể là nấu ăn này rất là thoáng và thoải mái, sạch sẽ. Không liền với nhà để nó giảm bớt cái mùi khi mà nấu ăn vào nhà. Xuống dưới đây là khu vực cũng là ngày xưa chắc chắn là dùng để chăn nuôi đây, từ ngày xưa. Đây là bác vẫn đang chăn nuôi. Chăn nuôi heo bác. Ừ. À. Khu vực này là có hai khu vực chuồng trại bác chăn nuôi heo này. À, có một con lợn nái. Heo nái. Quay chất con heo nái. Khu vực này đúng là diện tích khá rộng, muốn làm cái gì cũng được. Vừa trồng cây, vừa chăn nuôi, vừa tăng gia, nói chung là các loại cây rau ở đây thì đủ thoải mái. Cây nhãn khá là sai quả. Ngoài cái chăn nuôi có những cái cây để rau để cho chăn nuôi lợn thì có cả những cây ăn quả. Chúng ta thấy có na, có đu đủ, có một cây nhãn này rất nhiều quả. Và chúng ta đi lên trên cái cầu thang rất là rộng này để lên tham quan. Gọi là một cái tum nhưng mà cũng tương đối là rộng, cũng có giường, cũng có phòng ngủ. Có phòng ngủ và có thể nó là một cái phòng làm việc riêng biệt. Và trong đây là một cái gian thờ. Gian phòng thờ này 10 mét vuông. Đứng trên cái cửa sổ tầng 2 này chúng tôi đã thấy rất là mát. Tại vì đây là hướng nam này. Cái cửa sổ này ra hướng nam của cái tầng 2 này. Gió rất là mát. Nói chung tôi thấy căn nhà này thì không, các phòng được bố trí không quá rộng nhưng mà rất là nhiều phòng để có thể là sử dụng rất là tiện lợi. Nếu một gia đình mà có đông người thì ở cũng rất là thoải mái. Đây, còn bên ngoài cái tum thì là một cái khoảng trống của trần nhà. Đây chắc là cái mái nhà này của căn nhà cũ đã được xây dựng trước. Và còn căn đi bên bên phải tôi đây là chắc là được bác chủ xây dựng sau. Nhưng mà tôi thấy cũng tương đối là hợp lý và có thể là gia đình nào mà đến thì có thể ở ngay được. Vườn đẹp, nhà đủ để ở. Và tôi xin công khai giá luôn với các bạn nếu ai quan tâm. Giá của căn nhà được chào bán với giá 1 tỷ 390 triệu đồng. 1 tỷ 390 triệu đồng. Với một căn nhà một tầng và một tum nằm trên diện tích 404 m². Nói lại một lần nữa là căn nhà này là có hướng nam là 22 m, mặt tiền hướng nam. Quay về cái bên chúng ta thấy bên kia nhà, bên kia đường kia cũng có một căn nhà rất đẹp rồi. Vườn khá là rộng với nhiều, bác chủ đã trồng rất là nhiều cây rau, rau ăn, cây hoa quả, có cây bơ rất là to này, có cây bơ rất là lớn, tôi thấy rất nhiều quả, cây bơ quả to thật. Bơ này là khả năng là anh Long rất thích ăn bơ này, bơ na rồi đu đủ, cây nhãn này. Long chỉ thích ăn bú sữa. Ở vị trí của ngôi nhà này,
thì có rất nhiều lợi thế, rất thuận tiện cho giao thông. Từ đây đi ra đường quốc lộ 1A chỉ mất khoảng 300m, chúng ta có thể đi bộ, và sát với chợ Sáng, chợ trung tâm thành phố Tam Điệp cũng chỉ cần đi bộ thôi. Các bác gái, các chị mà muốn đi chợ thì có thể đi bộ, cũng rất là gần. Gần với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao, gần với phường Trung Sơn, ủy ban nhân dân phường. Từ đây đi về phía hướng Nam thì có đường đi về phường Trung Sơn chắc cũng chỉ mất khoảng tầm 700m. Còn nếu mà đi đường vòng, đường ngoài thì cũng phải mất khoảng 2km. Đấy, nhưng mà cái đường đi đường, có một cái đường đi qua cái đồi cỏ chúng tôi vừa giới thiệu ấy, thì chỉ khoảng 700m thôi. Cũng gần với các cái trường học của xung quanh ở trên phường này, các cái trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng rất là gần. Và anh có một anh con trai là con của bác chủ đây, cũng là giáo viên của một trường cấp 3 nằm trên địa bàn của phường Trung Sơn. Một cái khu vực chúng tôi thấy là dân cư ở rất là đông đúc, và an ninh, bà con chia sẻ là an ninh ở đây rất là tốt. Mọi người xung quanh rất là thân thiện, hòa đồng. Các bạn quan tâm đến căn nhà này nằm trên tổ 24 phường Trung Sơn thì hãy liên hệ với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại 085 928 7777, hoặc số điện thoại của tôi là Tôn Sport 0964 320 888. Hoặc nếu bạn nào có ý kiến, có cái đóng góp cho chúng tôi thì xin mời đánh viết dưới bình luận ở dưới cái video này. Xin cảm ơn các bạn.